Hello tất cả các anh chị em. Hello ngôi chị em. Mai Đức Hạnh hello. Hằng Bình Minh xin chào. Nam Hói hello. Hôm nay mình post lên trên Facebook đó, sáng hôm nay đã post mấy cái link luôn đó là nói về vụ tiền bạc ở trong nước. Có nhiều cái chuyện lạ ở nước Việt Nam phải không, là ra ngoài ATM ở Hà Nội á, ra ngoài ATM rút tiền mà ra toàn là giấy không. Surprise. Cái đó là đã chứng minh được là nhà nước Việt Nam không có còn tiền nữa và họ đã cố tình không cho mình rút tiền. Tiền ở trong máy ATM mà bỏ vô, cố tình bỏ giấy vô chứ không bỏ tiền vô. Thì cái đó là chỉ có only in Vietnam. Hello Linh Đặng. Thì chúng ta đã có nhiều cái tín hiệu rất là nhiều rồi, là mình đã cảnh cáo rất là nhiều là người dân chúng ta hãy ra ngoài ngân hàng rút hết tiền ra đi và mua những cái tiền ngoại tệ. Và vàng, nhất là vàng á, thì nên mua vàng những cái cửa hàng nhỏ mà uy tín lâu năm bán á, là những cái vàng 4 số 9. Và họ nếu mà họ làm ra những cái nhẫn nhỏ thì những cái chỗ đó mà uy tín thôi, không mua vàng quốc danh, không mua vàng SJC và BNJ của nhà nước. Vì những cái vàng này là mình nghĩ là nó nhập từ bên Trung Quốc qua đó, nó không có cái chắc ăn đâu, bởi vì có nhiều người là đã đi mua rồi và vô bán ra thì lại nó lại không nhận lại, và nó nói là vàng không có đủ tuổi hay bất cứ cái lý do nào đó. Thì đừng có tin những cái vàng quốc danh là SJC và PNJ. Những cái chẳng hạn như những cái tin về đổi tiền, tại sao nhà cầm quyền Việt Nam, chính phủ Việt Nam lại ra lấy cái tin tức là đổi tiền ở bên Ấn Độ và kinh tế họ vẫn bình thường. Tại sao họ dùng những cái đó làm thí dụ? Họ từ từ đưa những cái đó vô trong đầu người dân của mình và cuộc sống của mình để mà họ biết được là cho người dân của mình từ từ quen đi, rồi họ đụng một cái là họ sẽ có cái chuyển biến về tiền bạc trong nước. Thành ra mọi người dân chúng ta phải tiếp tục giữ đô và ngoại tệ trong người của mình, chỉ dùng tiền Việt Nam mua vàng và ngoại tệ, tiếp tục mua vàng không bán ra, dù là có cái giá cả nó như thế nào. Hiện tại bây giờ là tiền đô vẫn tiếp tục lên giá và vàng vẫn tiếp tục lên giá trên toàn thế giới. Thành ra các bạn trong nước tiếp tục giữ đồng tiền của mình ở trong nhà và tiền ngoại tệ và tiền vàng của mình và cất giấu thiệt là kỹ. Tại vì chính phủ Việt Nam đã không có còn tiền nữa, họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà cướp của mình đó.
Thành xin mọi người phải cẩn thận, mình đã cảnh báo rất là nhiều lần rồi, không có biết là mọi người trong nước có tin hay là đã có làm theo hay không thì cái đó là do các bạn nha. Và ngày hôm qua để giải quyết chuyện này là biết là rất là nhiều người sẽ thắc mắc là tại vì á, khi mà mình thấy cái post cái link lên nó nói là Mỹ đã đưa quân lính và tàu lên về vùng Biển Đông thì cái đó là đã official rồi, là đã có tin thật sự rồi, là đã có lính Mỹ và chuyển quân vô rồi về vùng Biển Đông. Thì á, mình thấy rất là nhiều người lên comment á, là ô Mỹ làm không có làm cái gì free, đúng thiệt là không có gì mà free hết trơn á, không có gì mà làm mà không có lợi cho người ta hết đó, thì người ta không có làm đâu, tất cả là do lòng dân. Hiện tại bây giờ là toàn trên thế giới đang tập trung vô nước Việt Nam của mình là coi lòng dân của mình. Lòng dân của mình nếu mà có thật sự á, mà có đồng loạt đứng lên trong ngày 5 tháng 3. Ngày 5 tháng 3 là một cái trang lịch sử mới, mình đã từng nói qua rồi là nào, ngày 5 tháng 3 rất là quan trọng trong lịch sử của nước Việt Nam mình á, là nếu mọi người dân đồng loạt đứng lên đòi lại quyền sống, đòi lại quyền con người và đuổi những cái nhà máy Formosa ra khỏi nước Việt Nam, và thì chúng ta sẽ lập nên trang lịch sử mới. Còn nếu mà lòng dân không quyết tâm đứng lên, chỉ có một số anh chị em nào đó đứng lên đó, thì không có ai giúp được mình đâu. Chẳng hạn như bây giờ Mỹ đưa quân qua về khúc biển, về vùng Biển Đông, nhưng mà những cái Trung Quốc nó cũng nằm ở đó rồi, Nga nó cũng nằm ở đó, bất cứ những cái tên mà tai to mặt bự của cộng sản này nó đều chấn lại đó hết, Mỹ cũng chấn ở đó luôn. Nhưng mà đợi, mọi người đang đợi lòng dân trong 90 triệu dân trong nước Việt Nam có đồng loạt đứng lên hay không. Nếu mà đồng loạt đứng lên mà tụi Việt Cộng, Trung Cộng nó ra tay đàn áp người Việt Nam của mình, mà người Việt Nam mình là trong cái thế là rất là ôn hòa, mà mình chỉ đứng lên đòi lại cuộc sống mới và cái môi trường cho nước Việt Nam, thì mà Trung Cộng với lại Việt Cộng nó ra tay đàn áp thì Mỹ sẽ lập tức thấy có lợi cho nó thì nó sẽ lập tức nó nhào vô, nó viện trợ cho những người cho Việt Nam liền. Tại sao mà Mỹ chịu viện trợ vô? Việt Nam có nhiều thứ lắm, đừng có nói là Việt Nam là nó, mình cái nước Việt Nam mình là cái locations, cái địa thế đó rất là quan trọng ở vùng biển Đông Nam Á. Thì Mỹ sẽ có lợi gì? Mình có cảng Cam Ranh nè, mình có Tây Nguyên nè, mình có Sài Gòn, mình có đủ thứ hết trơn đó. Thì Mỹ sẽ được, nếu mà Việt Nam mình giữ lại được Việt Nam mình không có nhập vô Trung Quốc, thì dĩ nhiên Mỹ nó sẽ giúp Việt Nam mình thôi, là nó sẽ được những cái đảo ở ngoài để nó chấn, nó đưa quân sự vô nó chấn ở đó, thì nó sẽ control luôn nguyên cái vùng Biển Đông, thì Trung Quốc nó không có dám làm cái gì hết. Thì đó là cái lợi của Mỹ, thành ra Mỹ có nhúng tay vô giúp Việt Nam đợt này hay không là do đồng bào trong nước, toàn bộ 90 triệu dân của chúng ta có đồng loạt đứng lên hay không. Ngày 5 tháng 3 là một trang lịch sử rất là quan trọng, phải nói là rất rất là quan trọng đó. Thành ra mọi người dân chúng ta hãy đồng loạt đứng lên, đừng có mà ngồi đó mà thờ ơ với đất nước nữa. Rất là nhiều anh chị em đã sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đứng lên vì dân tộc, vì con cháu của chúng ta sau này, nhưng mà chỉ có một số anh chị em nào đó thì không có đủ mạnh. Phải nói là mình có tới một cái lực lượng 90 triệu dân, hơn 90 triệu dân lận, thì mình phải dùng cái lực lượng đó để mà đưa cho ra thế giới biết là mình có một cái lực lượng rất là mạnh. Mình đồng loạt đứng lên đòi lại cái quyền sống, đòi lại cái quyền con người thì người khác mới nhúng tay vô được. Hiện tại bây giờ các bạn không có biết đâu, bao nhiêu nhà báo ở nước ngoài là họ đã tập trung vô Việt Nam làm vào ngày 5 tháng 3 rồi. Mà theo mình biết được là các anh đã nói rồi là ở trong nước ngày hôm qua nói chuyện làm việc rất là nhiều, ngày hôm qua 13 tiếng đồng hồ là cứ tiếp tục chat với mọi người ở trong nước thôi. Các anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay là đã dọn đường rồi, chuẩn bị cho cuộc biểu tình. Công an, cảnh sát chìm nổi ở Sài Gòn hiện tại bây giờ là dày đặc, họ đã rải ra hết mọi nơi rồi, nhưng mà lực lượng của chúng ta vẫn là đông hơn. Những cái nơi như là thành phố hay những cái nơi mà một hồi này mình sẽ đọc ra một cái địa, những cái một cái list địa điểm là tập trung ở chỗ nào và mấy giờ thì bắt đầu khởi hành để đứng lên, thì mọi người chúng ta ở trong nước phải là đồng loạt hướng về đất nước vào ngày 5 tháng 3, phải lấy ngày 5 tháng 3, hy vọng là ngày 5 tháng 3 sẽ là ngày quốc khánh mới cho nước Việt Nam trong tương lai. Thành ra mọi người phải cùng nhau đồng loạt đứng lên. Thì ở nước ngoài, mọi đồng bào hải ngoại ở nước ngoài đã sẵn sàng đồng hành cùng đồng bào ở trong nước rồi. Là ngày hôm qua mình nhận rất là nhiều người, chẳng hạn như ở Arizona thì cũng có người đồng bào Việt Nam đã chuẩn bị đứng lên cùng đồng bào trong nước ngày 5 tháng 3. San Jose, Ontario, Canada, rồi Ottawa ở Canada nữa, rồi nhiều lắm ở Houston, Texas,
Bây giờ list ra một cái list thì nó rất là nhiều. Thế nhưng mà phải nói là toàn bộ Việt Nam của mình là sẽ đồng lòng với nhau, là trong và ngoài nước chúng ta hãy cùng nhau đứng lên lấy ngày 5 tháng 3. Hy vọng là ngày 5 tháng 3 sẽ là ngày quốc khánh cho những năm sau này, là một trang lịch sử mới. Thì chúng ta đừng có bỏ qua trang lịch sử này. Đồng loạt chúng ta 90 triệu dân, đừng có bỏ qua trang lịch sử này. Đây là một cái cơ hội sống còn của dân tộc đó. Bỏ qua là không có còn cơ hội nữa. Nếu Việt Nam chúng Nếu mà cơ hội này đã qua rồi thì Việt Nam sẽ rơi trong một cái tăm tối của ngàn năm sau đó. Thành ra đồng bào trong nước hãy cùng nhau đứng lên, nếu mà chúng ta muốn có những cái đồng minh, những cái cuộc mà ủng hộ của nước ngoài như Mỹ, Pháp, thì chúng ta phải trong nước phải đồng lòng đứng lên nói cho thế giới biết là chúng ta cần nước Việt Nam và yêu thương nước Việt Nam như thế nào và muốn cuộc sống của mình như thế nào, thì người khác mới giúp mình được. Chứ mà mình cứ vẫn im re hay là tiếp tục im lặng nữa thì coi như là những cái gì mà họ đã chuẩn bị ở ngoài là người ta đã chuẩn bị hết trơn rồi, bây giờ chỉ đợi trong quốc nội thôi, đồng bào trong nước thôi. Nhưng mà nếu mà đồng bào trong nước vẫn thờ ơ, không có lên tiếng, mà lên tiếng không có đủ mạnh thì cũng không có làm được gì hết. Là tại vì nếu mà mọi người đã chấp nhận thì ở ngoài người ta cũng sẽ không có giúp được gì đâu. Hẹn gặp được em tại Sài Gòn hả? Nếu mà đất nước thanh bình thì nhất định sẽ gặp lại mọi người trong Sài Gòn. Cảm ơn anh James, là gửi lời cảm ơn. Thì đó là tin tức về tiền, và cái link ngày hôm qua mình đã post lên là Mỹ đã đưa quân sự tới Biển Đông rồi, là họ đã sẵn sàng chỉ chờ lòng dân. Thì bữa nay mình sẽ đọc một cái bài là một người bạn đã thức nguyên một đêm soạn một cái bài này ra để cho chuẩn bị cho tất cả các anh chị em trong nước đứng lên làm cái một cái ngày giành lại tiếng nói của mình, giành lại cái quyền độc lập của mình và lấy lại đất nước của mình và đuổi những cái bọn giặc ra khỏi nước Việt Nam. Thì đã chuẩn bị là dụng cụ cá nhân đi biểu tình như thế nào và để cho an toàn nhất, và nếu mà lỡ mà mình có bị bắt ở vô trong những cái đồn công an thì mình phải đối phó như thế nào. Chuẩn bị vật dụng cá nhân để đi biểu tình. Trong bất cứ cuộc biểu tình nào thì việc chuẩn bị tất cả dụng cụ cá nhân hết sức quan trọng. Việc chuẩn bị tốt vừa có thể bảo vệ bản thân và mọi người mà còn giúp cho cuộc biểu tình có hiệu quả cao hơn. Dưới đây là danh sách tất cả vật dụng mà mọi người cần phải chuẩn bị trước khi đi biểu tình. 1. Nón bảo hiểm. Đây là vật dụng rất quan trọng và thiết yếu. Phải chọn nón bảo hiểm cứng, có tấm kính che trước mặt, mục đích là bảo vệ đầu và mặt của mình, đồng thời còn giúp chống pepper spray. Mọi người phải đội một cái nón len ở bên trong, rồi đội một cái nón bảo hiểm lên trên, thì sẽ bảo đảm an toàn cho phần đầu của mình. Thì mình đã từng nói qua rồi, cái nón bảo hiểm thì mình xài như những cái nón mà chạy motorcycle đó, nó có cái miếng kính trắng lên trước đó, thì mình sẽ chống được những cái hơi cay mà khi mà công an quân đội họ spray, họ thả những cái chất cay vô mặt của người dân của mình khi mà mình đi biểu tình ôn hòa đó, họ muốn chặn lại hết. 2. Khẩu trang. Khẩu trang cũng rất quan trọng, nó giúp mình chống được hơi cay, pepper spray, và đặc biệt giúp che giấu khuôn mặt, không cho Việt Cộng nhận dạng. Để trả thù, mọi người phải mua khẩu trang có lớp loại hoạt tính, loại này ngăn khí độc mạnh hơn và dày hơn. Mọi người nên mang hai lớp khẩu trang để bảo toàn an toàn. Hơi cay sẽ không thấm qua hai lớp khẩu trang, và lỡ có mất một lớp thì vẫn còn một lớp khác bảo vệ. Và quần áo, cái này rất là quan trọng nè. Mình thấy rất là nhiều cuộc biểu tình là các chị em hay là những cái bạn trẻ đi biểu tình đó không có chuẩn bị về phần quần áo như thế này, thì đây là cũng là quan trọng nha. 3. Quần áo. Mọi người phải mặc nhiều lớp áo, quần áo dày bên trong, mục đích là để giảm bớt các lực tấn công vào người. Mọi người nên mặc nhiều lớp áo thun dày, rồi mặc thêm lớp áo lạnh bên ngoài. Theo kinh nghiệm thì một người có thể mặc 3 áo thun mà không cảm thấy khó chịu. Mọi người phải mặc thêm nhiều lớp quần ngắn và dày bên trong, mục đích là để chống các đòn tấn công vào đùi. Nam nữ gì cũng nên mặc áo thun cho nó dễ vận động và bảo vệ cơ thể. Không mặc áo dài, không mặc váy, không mặc quần cục, không mặc áo mỏng, giày dép. Mọi người phải mang giày sneaker, là giày chạy bộ, giày thể thao á, là sneaker á, để chạy cho lẹ khi bị rượt. Phải buộc dây giày thật chặt, chắn để không bị xúc dây khi chạy nhanh. Nam nữ gì cũng phải mang giày sneaker, không mang giày cao gót, không mang dép lê, không mang giày tây. 5. Ba lô hoặc cặp. Mọi người phải mang ba lô hoặc cặp, mục đích là dùng để phòng thủ, còn đỡ được đòn tấn công. Khi thấy Việt Cộng tấn công thì mọi người đưa cặp
ba lô lên đỡ đòn, không thể để điện thoại laptop trong cặp, ba lô sẽ bị dễ bị bể khi mà nó đánh vô mình á, thì cái ba lô mình lấy ra mình chấn làm cái chấn cho mình cho nó không đánh vô người của mình, nếu mà mình để laptop hay là iPhone trong đó thì sẽ bị bể cái điện thoại của mình. 6. Khăn giấy ướt. Đây là một dụng vụ nhỏ nhưng rất quan trọng, khi bị chúng hơi cay thì phải lập tức dùng nước lau mặt rồi chụp khăn ướt lên. 7. Chai nước. Chai nước phải đem theo và phải hứng nước uống chứ không hứng nước vòi. Phải có chai nước để mọi người uống khi khát hoặc rửa mặt khi bị chúng hơi cay. Mọi người nên đem theo ít nhất 2 chai nước loại 500ml á, là chắc cái khoảng cái chai nó khoảng cỡ này, 2 chai. 8. Bông gòn và băng gạc. Mọi người phải đem theo bông gòn và băng gạc để tự cấp cứu cho mình và người khác khi bị đổ máu. Ngoài ra, bông gòn còn giúp giảm các đòn tấn công vào cặp, vào ba lô của mình. 9. Các loại bánh kẹo khô. Mọi người phải đem bánh kẹo theo để ăn, vì lúc đó sẽ không có ai buôn bán gì đâu. Việt Cộng sẽ cắt đường tiếp tế của mọi người. Và trong trường hợp xấu nhất, bị bắt về đồn thì mọi người còn có bánh kẹo để cầm cự qua 24 tiếng đồng hồ. Nên chia bánh kẹo làm hai phần, một phần để trong túi và một phần để trong cặp ba lô. Lỡ có mất một phần thì còn một phần để ăn. 10. Điện thoại. Mọi người phải đem theo điện thoại để liên lạc khi cần và quay video. Điện thoại phải giấu trong người, khi cần thì lén móc ra quay. Không phải lúc nào cũng cầm trên tay. Tất cả tin nhắn, SMS và Facebook, Skype trong điện thoại phải xóa hết trước khi đi biểu tình. Phải xóa hết tin nhắn, không để lại cái gì hết, xóa luôn cả history và cache. Mục đích là bảo đảm an toàn cho mọi người. Việt Cộng không có bằng cớ thì khó mà kết tội được gì. Tất cả hình ảnh cá nhân phải xóa hết, đặc biệt là hình nhạy cảm, để Việt Cộng không có bằng cớ kết tội. Phải cài đặt Fire Chat để liên lạc nội bộ khi không có Internet. Cái này quan trọng lắm nha, mọi người phải cài đặt cái Fire Chat đi để mà mình liên lạc với nhau nếu mà cái Internet nó không có. Trước khi đi phải tra cho đầy đủ pin điện thoại nha. 11. Banners. Mọi người phải chuẩn bị banners để biểu tình. Banners phải càng lớn càng tốt, chữ phải tô màu cho nổi lên. Phải có hình cá chết, hình ô nhiễm môi trường và hình người bệnh tật. Phải có banners bằng Anh ngữ, Pháp ngữ và ngoại ngữ khác để cho quốc tế biết nội dung biểu tình và tình hình cá chết, ô nhiễm môi trường, bệnh tật tràn lan tại Việt Nam. Khi bị rượt thì các bạn phải chạy vô chỗ đông người, có nhiều người nước ngoài càng tốt, vừa chạy vừa la làng lên là bị cướp rồi kêu cứu, la càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt. Khi có một người bị đánh thì các nhóm phải chạy vô đỡ đòn giúp người đó, mọi người phải la lên cùng người là người Việt Nam anh ơi, đừng đánh anh ơi, đánh nhẹ cũng có lương rồi anh ơi, đánh nhẹ thôi anh ơi, người Việt Nam phải nương tay với người Việt Nam anh ơi. Thì mình phải nói với, giống như là động tâm với những cái người mà Việt Nam, những cái công an quân đội đó đánh người dân của mình đó, thì mình phải giống như là mình là người Việt Nam với nhau thì mình nó ra tay nặng quá, đánh khẽ thôi là cũng được lãnh lương rồi phải không. Khi có người một người bị Việt Cộng bắt thì các nhóm phải chạy vô giải cứu, mọi người phải la lên là cùng người Việt Nam anh ơi, bắt nhau làm gì anh ơi, bắt người không được trả thêm tiền lương đâu anh ơi, đừng bắt người anh ơi, người Việt Nam phải nâng tay với người Việt Nam anh ơi, đừng bắt người anh ơi. Thì mình cứ tiếp tục, mình cứ nói những cái câu đó lặp đi lặp lại thì cho người Việt Nam của mình động lòng. Dù gì thì là cũng là người Việt Nam với nhau, thì mình hy vọng là những cái anh quân đội, anh công an phải nương tay khẽ đánh đi, bị gì nếu mà các anh phải ra lệnh, được lệnh nhận lệnh là đi đàn áp cuộc biểu tình ôn hòa như vậy mà mấy anh phải ra tay đánh dân á, thì chỉ là giơ tay đánh khẽ thôi hay là làm cái điều bộ nào đó, cũng là người hàng xóm của mình, là người đồng dân tộc của mình thôi, người đồng hương của mình, thì mấy anh phải ra tay nhẹ một chút. Không có ai mà muốn đổ máu, không có ai muốn gây thù hận với ai trong nước hết trơn á, thì các anh phải nên nương tay lại nha. Khi bị đánh đổ máu thì phải lập tức lấy bông gòn áp vào vết thương trong 5 phút để cầm máu, sau đó băng lại, rồi về nhà phải lập tức lấy cồn để rửa, rồi xức thuốc lên, phải uống nước đường cho tan máu bầm và uống thuốc giảm đau nếu cần. Trong trường hợp xấu nhất, bị bắt về đồn thì mọi người phải xử lý theo các bước sau. 1. Bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh tối đa. Các bạn phải hiểu là Việt Cộng bắt vô đồn thì chỉ là để làm việc hành chánh, chứ không phải bỏ tù hay giết chết. Điều này cực kỳ quan trọng, mọi người phải nhớ là để làm đúng. Mình phải bình tĩnh, không nên sợ chỉ vì vết viết tường trình thôi, không sao hết, phải trấn an bản thân và mọi người xung quanh. Phải cố gắng bắt chuyện và làm quen để tạo nhóm nhằm giúp đỡ lẫn nhau.
Khi bị hỏi cung thì phải nói chuyện thật là nhẹ nhàng với họ. Đừng có quát tháo, nạt nộ, chửi lại họ. Các việc này vô ích mà còn gây nguy hiểm cho bản thân. Các bạn cứ nói là tụi em tình cờ đi ngang qua, các anh thông cảm, tụi em đâu có làm gì đâu. Nhớ là phải nói nhẹ nhàng, từ tốn, không nói ngang, nói cọc với họ. Bọn họ cũng chỉ làm theo lệnh, vì tiền lương thôi, các bạn có chửi, có quát tháo cũng không có được gì. Thì mình cứ nói bình thường thôi, là mình đi ngang qua thấy mọi người đi thì mình đi theo để mình coi có chuyện gì xảy ra thôi. 3. Sau khi họ hỏi là tại sao đi biểu tình thì phải nói là không có đi biểu tình, chỉ tình cờ đi bộ ngang qua. Họ hỏi đang đi đâu thì nói là đi ăn sáng, đi tập thể dục hoặc đi siêu thị mà thôi. Đừng la làng là đi biểu tình rồi đấu lý với họ, rất nguy hiểm. Các bạn phải nói nhỏ nhẹ là tụi em chỉ đi ăn sáng, đi thể dục, đi siêu thị ngang qua, không có biểu tình gì. Cùng là người Việt Nam với nhau nên các anh đừng làm khó tụi em. Các anh làm việc lấy lương thì ghi biên bản, cũng hỏi cung cũng có lương rồi, đừng làm khó nhau anh ơi. 4. Khi bị họ hỏi là có theo tổ chức nào, có bị ai xúi dục thì phải nói là không có theo tổ chức nào hết. Không bị ai xúi dục, chỉ là tình cờ đi ngang qua, không có làm gì hết. 5. Họ hỏi là làm gì, ở đâu thì nói là đang thất nghiệp, đang ở trọ. 6. Khi họ hỏi cha mẹ ở đâu, làm gì thì nói là làm ruộng ở dưới quê. 7. Không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào hết, Việt Cộng sẽ dùng giấy tờ này để truy lùng ra các bạn. 8. Khi họ đòi mở điện thoại thì của các bạn thì các bạn phải nói là đây là quyền riêng tư cá nhân, không khi nào có giấy tờ tòa án thì các anh mới mở được. Đó là luật rồi các anh ơi, không mở điện thoại cho họ với bất kỳ lý do nào. 9. Khi họ nhốt các bạn thì các bạn lấy bánh kẹo ra ăn, lấy nước ra uống, chờ xong 48 giờ rồi sẽ được thả ra. Phải ăn từ từ, nhai kỹ để no lâu, nước thì uống từng ngậm nhỏ thôi. Rất là quan trọng đó, mình 24 tiếng đồng hồ nó nhốt trong đó, nó không có cho mình ăn hay uống gì đâu. Mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau nếu mà có bị bắt về đồn nha. 10. Khi họ bắt các bạn ghi biên bản thì phải ghi là đi siêu thị, đi ăn sáng, thể dục ngang qua, không có làm gì hết. Rồi phải gạch chéo hết các khoảng trắng còn lại. Mục đích là không để họ tự kê thêm để kết tội các bạn. Bất cứ giấy tờ nào cũng phải đọc kỹ 3 lần. Có cái gì không đúng, không hợp lý thì không ký. Nhớ là phải đọc 3 lần từng chữ một. Phải rất là cẩn thận khi mà mình điền đơn cái gì, khi mà mình ký cái gì nha. 11. Khi họ dọa đánh thì các bạn phải la lên là luật không có cho đánh người anh ơi. Việt Nam đã ký công ước nhân quyền. Tụi em chỉ đi ngang qua anh ơi, mọi người là người Việt Nam hết, đừng có đánh. Người Việt Nam phải nương tay với nhau để sống anh ơi. Anh ghi biên bản là có lương rồi, đừng đánh anh ơi, đánh em cũng không có ai cho thêm tiền anh đâu. Thì đây là lời nhắn tới những cái anh quân đội, quân công an đó, khi mà bắt người dân của mình vô tội như vậy á, thì đừng có mà ra tay đánh đập người dân nha, các anh là những tội đồ đó. 12. Trong khi trong nhóm có người bị bắt thì cả nhóm phải gọi thêm cha mẹ, cô chú, họ hàng của người đó, rồi cùng đi đòi người. Phải đòi người, phải gây áp lực thì bạn mình mới an toàn, mới được mau thả ra. Mọi người phải nhớ chuyện đó, khi có người bị bắt thì phải đi đòi người ngay lập tức. 13. Trước khi đi biểu tình thì mọi người phải báo trước cho ai đó có tin mà mình tin tưởng. Để có chuyện thì còn biết các bạn đã đi biểu tình, có thể bị bắt rồi, để còn đi đòi người lại. 14. Khi được thả ra thì mọi người phải kiểm tra tất cả đồ đạc của mình, coi có đầy đủ không, điện thoại có lấy về được chưa. Sau đó phải mở điện thoại ra coi họ có gài chip, gài bus gì trong đó không, rồi phải scan virus lại để phòng họ cài phần mềm theo dõi. 15. Sau khi được thả thì phải uống nước đường cắt trắng liên tục để làm tan máu bầm trong người, bổ sung chất dinh dưỡng và giảm đau. Có bị đánh hay không bị đánh thì đều phải uống nước đường hết. Phải uống liên tục trong một ngày thì mới bảo đảm sức khỏe. Thì đó là một bài viết của một người bạn đã thức nguyên một đêm soạn ra cái này để cho mọi người có một cái cục đứng lên, mà nếu mà có bị cái gì thì chúng ta nên tìm cách giúp đỡ lẫn nhau. Cẩn thận là phải đoàn kết. Đoàn kết thì sẽ không ai làm hại được chúng ta. Đoàn kết là sức mạnh. Mình đã từng nói rồi là chúng ta nếu mà cứ nghi ngờ lẫn nhau hay là không có được tin tưởng lẫn nhau á, mà cứ Việt Cộng thì nó lợi dụng những cái mà cái tinh thần của mình không có được tin tưởng lẫn nhau á, nó sẽ tan rã cái nhóm của mình hết. Thì nó sẽ chui vô những cái khúc đó để mà nó phá rối cái cuộc biểu tình của chúng ta á.
thì chúng ta nên đoàn kết lại, phải biết người đứng kế bên mình là ai và tin tưởng cái người đó mà mình khi mà mình nói chuyện với người ta, thì cái lúc nào cũng vậy, common sense mà, cái con người của mình nó tự nhiên nó phát ra được cái biết là mình biết cái người đứng kế mình là người tốt hay là người xấu, hay là mình có thể kết bạn được. Thì các bạn phải dùng cái basic nhất là cái con người của mình để nhận thức ra được người đứng kế bên mình là ai, thì mình phải kết bạn với bạn ấy và phải giúp đỡ lẫn nhau. Khi mà cái chuyện gì đó nó xảy ra thì mình nên đoàn kết lại và giúp lẫn nhau, thì mình sẽ có cuộc thành công rất là lớn. À, Nguyễn Dũng nói là đi xe máy tốt hơn hả? Đi xe máy không có tốt đâu, bữa đó là kẹt đường hết đó, nhưng mà đi bộ đi cho bảo đảm, mình có cái xe ở chỗ nào đó, rồi những cái nhóm đi từng nhóm một rất là lớn, khi mà mình tản ra đó thì mình cũng đi từng nhóm một lấy xe về, chứ đừng có đi từng người một. Ngày hôm qua có một người bạn viết vô nói là nếu mà các bạn nữ bị đánh thì phải làm như thế nào để mà đánh trả lại. Biển chết, cá chết, rồi con người chết. Cộng sản thường dùng cảnh sát cơ động đàn áp người biểu tình là lực lượng chính. Nếu như biểu tình trong ôn hòa không được, bị dồn vào đường cùng dẫn tới bạo động. Cách hóa giải dùng cho mấy thằng cảnh sát cơ động là điểm yếu nhất của nó chính là tấm khiên, là cái tấm mà nó che lại mà nó đẩy mọi người bằng cái miếng đó đó. Vì tay phải cầm dùi cui, tay kia cầm khiên, là một tay nó cầm cái miếng đó, một tay nó cầm cái dùi cui, phải không? Nếu ta dùng hai tay chụp nhanh vào khiên, dùng trọng lượng cơ thể chì mạnh xuống đất giống như neo tàu thì mình kéo nó xuống, đồng thời xoáy tròn cơ thể giống như cá sấu xé thịt con mồi, bảo đảm cánh tay cầm khiên sẽ bị phế ngay lập tức. Cái này cũng hay phải không? Là nếu mà những cái cảnh sát cơ động nó cầm một cái miếng trắng mà nó cầm một cái dùi cui á mà nó đánh mình, thì mình cứ chụp nhai cái miếng mà nó cầm miếng trắng á, mình kéo nó xuống rồi mình bẻ lại, thì cái tay của nó lúc mà nó kẹt ở trong cái miếng đó thì nó sẽ bị chật cái tay liền. Lính Trung Cộng sẽ trà trộn vào đoàn người biểu tình ôn hòa và gây rối tấn công người dân Việt Nam, nên nếu đúng như vậy thì thật là nguy hiểm, vì lũ lính Trung Cộng này sẽ là tinh nhuệ võ thuật, khả năng chịu đòn rất cao. Người đàn ông nào cũng có một điểm yếu, đó là bộ hạ. Chắc lũ quỷ Trung Cộng cũng vậy. Nếu đã xác định nó đúng là Trung Cộng trà trộn thì thông báo cho chị em phụ nữ Việt Nam đi biểu tình biết điểm này mà tấn công. Nói thật, cách này chả đẹp tí nào, nhưng phái nữ yếu thì chẳng còn cách nào khác. Còn cái người mà giết thì họ nói là họ đánh tay đôi thôi, chứ họ không có dùng những cái chiêu mà xấu như vậy. Thành ra nếu mà chị em phụ nữ nào mà bị đánh á, thì cứ nhào vô đập cho nó liền, thì là nó gặp liền à, là nó bỏ là nó chạy liền. Thì Trang nói là những cái kim HIV đồ này nọ hả? Ở vậy dùng axit hả? Mình yêu cầu các bạn đừng có đem những cái kim hay là axit theo để mà chích vô những cái người đó nha. Rất là nguy hiểm, là vì đoàn biểu tình đi rất là đông và sẽ có một trật tự thì nó không có rồi đó. Bởi vì lúc mà nó hỗn loạn lên, bị công an, cảnh sát lại tụi tình báo 2 năm sẽ trà trộn vô đoàn biểu tình của mình. Lúc mà hỗn loạn như vậy, nếu mà tình cờ mà mình dùng những cái thứ đó, nó sẽ dính vô những cái người vô tội. Thì mình yêu cầu các bạn đừng có dùng kim HIV hoặc là những cái chai axit tạt ra nha. Sẽ rất là ảnh hưởng tới những nhiều người vô tội lắm đó. Có một cái bài comments của một người bạn rất là hay, mình muốn đọc ra cho mọi người cùng chia sẻ. Vì ngày 5 tháng 3 rất là quan trọng, mọi đồng bào chúng ta trên toàn thế giới, mọi người đều hướng về Việt Nam. Và người nước ngoài nữa, Pháp, Mỹ, rồi những cái nước xung quanh, họ đều hướng về Việt Nam ngày 5 tháng 3. Xin đồng bào chúng ta hãy cùng nhau hướng về nước Việt Nam và hãy cùng chúng ta góp sức lại để về ngày 5 tháng 3 này. Và có rất là nhiều nhà báo ở khắp nơi trên thế giới đã chuẩn bị rồi đó. Thành ra các bạn đừng có sợ nữa. Không có cái gì mà sợ hết trơn đó. Khi mà nhiều tin tức đã lên như vậy và mọi người đều hướng về nước Việt Nam, thì chính phủ Việt Nam cũng không có dám làm gì nhiều đâu. Thành ra xin các bạn đừng có mà thờ ơ với đất nước, và đừng có lấy cái cớ là sợ hãi, bị đánh đập hay là bị đàn áp hay bị bắt cái gì đó. Không còn là cái lý do nữa. Đây là cuộc sống còn của dân tộc. Thành ra xin mọi người, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên giành lại đất nước và giữ lấy đời sau của con em chúng ta sau này. Thì đây là một bài viết của một người bạn đã gửi vô, thì mình thấy rất là hay, thành ra nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Vận mệnh và tương lai gia đình nhỏ của bạn gắn liền với vận mệnh của dân tộc và tổ quốc. Nếu dân tộc bị nô lệ và diệt vong thì gia đình của bạn cũng nằm chung trong đó.
Tổ quốc bị mất đi thì kẻ xâm lăng sẽ tàn sát hay áp bức đọa đầy gia đình bạn một sớm một chiều. Vì bạn vào quân xâm lược không có ý nghĩa đồng bào. Mình với tụi Trung Quốc không có ý nghĩa đồng bào đâu nha. Nó là giặc, mình là người nó vô chiếm nước Việt Nam của mình. Mình là người vô tội mà nó là người vô chiếm nước Việt Nam của mình và giết đồng bào của mình và muốn lấy luôn cả đất nước của mình nữa. Bao nhiêu vụ rồi, bao nhiêu em trẻ ngày hôm nay đã bị tụi nó bắt cóc và lấy nội tạng đó. Rồi người Việt Nam của mình hả, phải ăn những cái thứ ăn độc hại. Rồi đất nước của mình thì nó làm cho môi trường xấu đi. Người Việt Nam của mình sau này sẽ bị bệnh tật rất là nhiều. Và bệnh ung thư sẽ đã là nhất nhì trên thế giới rồi. Thì chúng ta với lại tụi Trung Quốc này là không có là bạn đâu nha. Chúng ta với nó là kẻ thù với nhau đó. Vả lại, chúng rất căm thù chúng ta vì ông cha chúng ta không bao giờ khuất phục chúng và đã bao phen đánh chúng tơi bời. Cha mẹ, ông bà, anh em hay cháu con bạn cũng sẽ cùng chịu cảnh áp bức, hà hiếp, nô lệ hoặc lưu đày. Lúc đó bạn có hối hận thì cũng đã quá muộn, có tiếc oán than thì cũng là vô nghĩa. Chi bằng, giờ phút này ta tỉnh cơn mê. Chi bằng, ta cùng một phen sống mái với quân thù và bè lũ bán nước. Dẫu có hy sinh thì cũng là một kiếp nam tử hán, đại trượng phu, đầu đợi trời, đạp đất. Con cháu hay cha mẹ anh em chúng ta cũng sẽ ngẩng cao đầu mà tự hào rằng tôi có một người con, người anh, người em hay người chú, người bác đã hy sinh oan cường cho tổ quốc quê hương, thoát khỏi xích xiềng nô lệ để muôn đời tổ quốc ghi ơn và lưu truyền cùng trang sử. Đúng vậy, ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ngẫm thù lớn há tội, hóa đội trời chung, căm giặc dữ thề không cùng sống. Ý chí nghiêng ngang quật cường của ông cha ngày xưa vẫn vang vọng đâu đây. Cuộc sống ồn ào và lè lẹt giả tạo của phố phường chung quanh đã làm cho các bạn sao lãng, không nghe được tiếng gọi của quê hương. Hãy đứng im, nhắm mắt lại, thở một hơi thở thật sâu để cảm nhận làn gió mát thổi từ lòng đất mẹ. Lặng lẽ nghe niềm đau âm ỉ của non sông và tiếng quê hương đang réo gọi. Hãy đứng dậy, đi theo tuyến núi sông để bảo vệ giang sơn và nòi giống. Hãy dìm quân thù xuống đáy vực sâu. Hãy đập tan những kẻ thù bán nước. Trả lại cho quê hương ta những ngày tháng thật yên bình. Trả lại cho đất nước ta vẹn tròn lãnh thổ. Trả lại cho dân tộc ta nền dân chủ tự do. Trả lại cho dân Nam ta một kiếp sống, một kiếp người. Rất là hay phải không? Thì xin đồng bào trong nước là hãy cùng nhau đứng lên đi. Đất nước của người Việt Nam là do người Việt Nam làm chủ. Và mong là những các em sinh viên, học sinh và những người mà làm công nhân đó đừng có thờ ơ với đất nước nữa. Chúng ta ngày hôm nay đã vùi đầu vô những cái công chuyện như là làm mỗi ngày, nhưng mà thật ra các bạn đã bị đàn áp trên tiền lương của mình, trong mồ hôi nước mắt của mình, mà ở nhà mình phải đi làm và đóng thuế bao nhiêu và tiền lương của mình rất rất là thấp. Theo như thống kê đó, thì là nước Việt Nam là cái tiền lương rất là thấp thấp nhất đó. Như là cái bài, cái link của mấy ngày trước mình bỏ lên đó, một ngày mai 160 đôi giày thì mới có được lương của ngày hôm đó. Thì 160 đôi giày đó, hả, là mai rất là nhiều mà mới được một cái đồng lương như vậy thì rất là bị lợi dụng phải không? Mà con người của mình đâu có thấy đâu, không có thấy được là một ngày chỉ làm bao nhiêu đó lương thôi á, thì đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Hoặc là không có thỏa mãn thì cũng không có dám lên tiếng nữa. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại. Thiệt là viết cái câu đó khó đọc nha. Bây giờ mình nói là câu khác đi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại thì không có ai vẽ được đâu. Thì mình phải góp sức lại, góp tay lại thì mới làm được chuyện lớn đó. Hãy yêu Việt Nam, đi bỏ Cộng sản. Mình yêu nước Việt Nam chứ mình không có yêu cái đảng. Bị cái đảng Cộng sản Việt Nam là nó đã làm cái nước Việt Nam mình nó tan hoang hết rồi. Bây giờ nếu mà mình mà lấy được cái nước Việt Nam lại là cũng phải bỏ ra rất là nhiều thời gian và công sức, nhân tài, nhân lực để mà gây dựng lại nước Việt Nam đó. Ok, bây giờ mình đọc cái tin là biểu tình ở đâu và mấy giờ nha, cái địa điểm. Nhưng mà cũng chưa có hết, là tại vì người bạn sẽ tiếp tục cập nhật vô là những cái địa điểm khác thêm nhiều nữa. Hiện tại bây giờ là người bạn đang tiếp tục để gom nhóm lại và sẽ nói cho mọi người biết là nhiều cái địa điểm khác nhau, mặc dù chúng ta ở bất cứ chỗ nào cũng có thể đi biểu tình được. Sài Gòn 7 giờ rưỡi sáng, nhà thờ Đức Bà. Hà Nội 7 giờ 45, Hồ Hoàn Kiếm. Vinh 8 giờ, đường vào công ty Formosa. Kỳ Anh 8 giờ ở Quỳnh Lưu. Huế, đường Nguyễn Huệ 8 giờ.
Buôn Mê Thuột, ngã năm nhà thờ chánh tòa Buôn Mê Thuột, 8 giờ. Cần Thơ, trung tâm quận Ninh Kiều, 7 giờ 30 phút. Thái Bình, bến xe Thái Bình, đường Lý Bôn, 8 giờ 45 phút. Nha Trang, đường Nguyễn Huệ, chợ Đầm, 7 giờ 30 phút. Những nơi tỉnh thành sẽ cập nhật sớm nhất và nhanh nhất để cho mọi người chúng ta, bởi vì hôm nay là đã ngày 1 tháng 3 rồi, thì chúng ta chỉ còn có 3-4 ngày nữa thôi là quyết định cuộc sống còn của dân tộc chúng ta ngày hôm nay, thì chúng ta phải quyết tâm kỳ này phải đứng lên thật là mạnh mẽ và đừng có sợ nữa, không có gì phải sợ hết trơn á. Bao nhiêu cặp mắt, bao nhiêu cái tinh thần, bao nhiêu nhà báo đã dồn cho hết nước Việt Nam rồi, chúng ta là trung tâm của Đông Nam Á bây giờ đó, thì nên bây giờ chúng ta đừng có sợ nữa. Tụi Trung Cộng nó có võ công hả, dùng mũi chĩa để đối phó lại với chúng nó. Nó có võ công hay không có võ công gì cũng vậy đó, một lực lượng của mình tới bao nhiêu triệu dân lận, bây giờ nó hả có võ công gì, bao nhiêu triệu dân mình nhào vô đè nó xuống nó cũng chết à. Ở miền Tây hả, em nói em ở miền Tây phải không, chắc là một chắc ngày hôm nay là người bạn sẽ tiếp tục cập nhật vô là ở miền Tây sẽ đi biểu tình chỗ nào đó, thì cứ đợi thì một một ngày nữa đi, nếu mà mình có được cái những cái tin tức mà cái địa điểm như chỗ nào á thì mình sẽ lập tức nói lên liền. Quốc lộ 1 là xương sống biểu tình, tìm hiểu chỗ đó hả? Thì ngày hôm qua mọi người đã lên tiếng ra là phải làm những cái trận mà kẹt xe ở quốc lộ 1 hết. Thì bà con chúng ta đừng có đứng ngó nữa, khi mà cái đoàn biểu tình đi ngang qua thì mình lập tức nhập vô liền. Đừng có mà đứng ngó rồi chỉ là khi mà có chuyện gì lập tức mình chạy về nhà mình trước rồi mình đóng cái cửa mình lại. Đừng có ích kỷ như vậy, mọi người chúng ta hãy cùng nhau góp sức lại đi. Bị đây là mình đã nhiều lần lên tiếng là kêu gọi đồng bào, đây là cuộc sống còn của dân tộc, đây là một cuộc sống còn của đất nước đó. Con cháu đời sau của chúng ta ngày hôm sau đó là còn người hay không là do chúng ta ngày hôm nay phải cùng nhau góp sức lại, đừng có mà thờ ơ với đất nước nữa. Sinh viên Việt Nam, các bạn là những cái mầm non của đất nước, là tương lai của đất nước, gây dựng lại đất nước sau này hay không là do các em học sinh, các em sinh viên Việt Nam. Hãy vì đất nước, hãy vì tương lai của chính các em mà hãy cùng nhau đứng lên cùng đồng bào đi, đừng có thờ ơ nữa. Những cái game show, những cái mà các em mà đòi hỏi ngày hôm nay, cái đó, những cái đó là giả tạo hết, không có cái gì mà thật hết trong nước Việt Nam ngày hôm nay hết trơn á. Thì xin các em, những em sinh viên, học sinh hãy cùng nhau xuống đường cùng mọi người, cùng đồng bào đi. Gia đình của các em, chính bản thân các em đang bị sống trong một cái môi trường rất là tệ hại, và những cái gì mà các em thấy ngày hôm nay á, nó không có thật, nó chỉ là thoáng qua rồi nó sẽ mất đi, là các em sẽ, cái tương lai các em không còn nữa. Ở Đà Nẵng hả? Đà Nẵng là chắc chắn sẽ có rồi đó. Thì Lâm Đồng, Đà Nẵng là bất cứ chỗ nào cũng có hết á. Nhưng mà có nhiều người nói là phải làm tê liệt quốc lộ 1 phải không? Thì mọi người dân chúng ta, nếu mà đó là cái xương sườn của cái cuộc biểu tình này á, thì tất cả chúng ta phải làm thiệt là mạnh ở quốc lộ 1 đi, rồi những cái thành phố khác thì sẽ tiếp tục, mình sẽ cập nhật nhanh nhất. Tại vì em chưa, Minh Châu Nguyễn, em chưa có bỏ lên địa điểm cho mọi người biết hết đó, là tại vì cái người bạn ở trong nước đó, giống như là bạn là một cái người leadership nhập nhóm lại rồi chia ra những cái nơi khác đó, thì bạn ấy chưa có cập nhật hết toàn bộ, và bởi vì ngày hôm qua tội lắm, bạn ấy đã làm việc hầu như là không ngủ luôn đó, đã liên tục nói chuyện với mình để mà trao đổi với nhau đó. Thành ra chắc là hôm nay sẽ có thêm tin mới. Thành ra nếu mà em có được thêm nhiều tin, những cái location, những cái địa điểm khác nhau thì lập tức sẽ bỏ lên cho mọi người coi. Em nghĩ là những cái địa điểm không có cần phải qua Messenger để bảo mật đâu. Đây là toàn dân, toàn quốc đứng lên, chúng ta có một lực lượng rất là mạnh. Dù bây giờ hả, 10 thằng công an đó là nó trấn áp cái location đó, một cái địa điểm đó, thì chúng ta tới 200 người lận, làm 10 cái người công an đó nó cũng không có dám làm cái gì đâu, mà phải hình như là mình phải bắt nó đi theo biểu tình với mình luôn cũng còn được nữa đó. Bạn có thông Đà Nẵng ở đâu cho mình biết? Đà Nẵng hả? Thì mình đã nói rồi, khi nào mà những cái location, những cái địa điểm mà đứng lên mà đông người đó, thì nếu mà có thì lập tức phải bỏ lên Facebook báo cho mọi người biết liền. Nguyễn Nguyễn, em nói bắt đầu từ đâu hả? Nếu mẹ ở Sài Gòn thì ngay trung tâm Sài Gòn. Nói tới Sài Gòn thì mới sực nhớ lại, có một người anh mới nhắn vô nói là đường Lê Duẩn, thì trên đường Lê Duẩn nó có rất là nhiều những cái tòa đại sứ nước ngoài. Thì nếu mà chúng ta
trên đường Lê Dũng chúng ta biểu tình rất là mạnh ở chỗ đó và tiếp tục kéo ra nhiều ngày á, thì những cái tòa đại sứ nước ngoài, cho nó có rất là nhiều người nước ngoài nữa, thì họ sẽ thấy được những cái cuộc biểu tình này và họ sẽ lên tiếng hộ cho chúng ta nữa. Thì ra những cái trên đường Lê Dũng rất là quan trọng phải không? Thì mình cũng không có nhớ là đường Lê Dũng nó nằm ở đâu nữa, nhưng mà đại khái là người Anh đã nhắn vô như vậy. Và cũng nói tới người Anh thì sực nhớ lại là ngày hôm qua rất là vui là có nhiều người Anh nhắn vô lắm. Trong cái video clip nói là những người đàn ông ở bên Việt Nam hiện tại bây giờ là chỉ là ăn nhậu thôi, nhưng mà đa số thiệt là người đàn ông Việt Nam ngày hôm nay á, thật là mình phải nói cái câu là bất lực quá, không có làm được cái gì hết, chỉ là ăn nhậu thôi. Nhưng mà có một số rất là nhiều anh trai rất là dễ thương, rất là hay nữa, là đã nhắn vô là các anh đã chuẩn bị tinh thần rồi. Thành ra mọi người chúng ta hãy cùng nhau góp sức lại đi, một số nhỏ sẽ không có làm được nhiều chuyện đâu. Phải rất là nhiều người, những người anh, những người chú đừng có tập trung vào những cái quán nhậu nữa, và hãy tập trung vào những cái người bạn, những người anh, những người chị em đã làm việc rất là nhiệt tình trong cái cuộc biểu tình này và họ đã chuẩn bị hết rồi, thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Dù là mấy anh mấy chú không có làm cái gì, nói làm giờ làm được cái gì, làm được nhiều chuyện lắm đó. Phải dưỡng sức cho mình thật là khỏe mạnh rồi nhập vô nhóm đồng biểu tình, và mình chuẩn bị tinh thần như vậy á, thì mình khỏe mạnh như vậy, thì những cái người nào bị đàn áp, bị đánh đập bởi những người công an hay là tình báo Hà Nam á, các anh các chú cứ nhào vô mà giúp họ nữa. Mình sẽ nhất định thông báo ở Đà Nẵng là chỗ nào. Còn nói tới Đà Nẵng với lại Huế rồi này nọ, thì mình sẽ nhớ lại có một người bạn đã nhắn vô cho mình là đưa cái danh sách của 8 người công an đợt vừa rồi mà biểu tình ở Nghệ An đó. 8 cái người công an này, 8 cái người làm trong những cái đồn công an á, đã đàn áp người dân giả mang như thế nào và ra lệnh đàn áp như thế nào đó. Thì người bạn làm ơn gửi lại cho mình cái list đó đi, là từ lúc mà bạn gửi vô đó, không biết tại sao không có nhận được hình. Hình nó đã bị nó bị xóa hết. Và những cái tin mà bạn nhắn đó, nó không có còn chứ trong cái điện thoại của mình nữa. Thành ra nếu mà bạn có được á, thì bạn cứ đưa lại cho mình, rồi mình sẽ đọc lên tên ra những cái tên công an, những cái tên nào mà nó đàn áp người dân á. Kỳ này là nó không có dám ra nữa đâu, là tại vì nếu mà mình bỏ lên trên Facebook public như vậy á, thì bao nhiêu gia đình của nó cũng là cũng đủ sợ lắm rồi. Có bạn nói là phải đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam và Cộng sản với nhau, như các thanh niên là mình lập tức phải đuổi nó ra khỏi nước Việt Nam mình thôi, không có thể nào mà nó tồn tại trong nước Việt Nam mình nữa. Không có mà nói là kỷ luật nó hay là nói là phải xử nó như thế nào. Nó phải biến ra khỏi nước Việt Nam mình, nó phải get out of Vietnam, là nó phải lập tức ra khỏi nước Việt Nam mình và phải đền bù cho nước Việt Nam mình, phải đưa nó ra tòa án đàng hoàng, chứ không có mà như nhà cầm quyền Việt Nam nhục nhã tới nỗi mà nghe nó nói là ok đưa 500 triệu Mỹ Kim ra lập tức là nó là chỉnh đốn lại cái nhà máy của nó. Còn lâu đi nó là một cái khu tự trị tại chỗ đó luôn, nó đuổi hết bao nhiêu người Việt Nam mình đi qua nước khác làm việc để nó chiếm một cái vùng đó, mà chính phủ Việt Nam thì lại hai tay dâng cho nó nữa. Kêu gọi công nhân Bình Dương hả? Mình kêu gọi toàn bộ công nhân, không phải là vùng nào hết, toàn bộ công nhân trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam và những sinh viên học sinh, vì đất nước, vì tương lai của các bạn, vì tương lai của dân tộc, thì toàn bộ công nhân và sinh viên hãy cùng nhau xuống đường cùng mọi người. Ngày hôm đó là mọi người chúng ta đừng ở trong nhà nhiều quá, ra ngoài đường hết đi. Mình không có làm gì hết, mình chỉ đi theo thôi, mình chỉ đi theo ngó thôi cũng được nữa. Còn nếu mà cái người mà nhát nhất không có làm được cái gì á, mà những cái nhà xung quanh nó ở ngoài mặt tiền đường á, thì nên tiếp tế nước uống và đồ ăn giặt cho mọi người đi ở trên đường, với lại cầm những cái chấm nồi gì đó, mình có thể gõ cho nó lớn được, cho ủng hộ tinh thần của mọi người, làm cho nó lớn mạnh lên đó, thì cứ mọi người cứ tiếp tục làm. Bởi vì cái chuyện đó là nghĩ là ai cũng có thể làm được, một đứa bé 3 tuổi cũng làm được phải không? Công nhân công ty Phú Yên quận Bình Tân 90.000 người Sài Gòn thất thủ hả? Là sao không hiểu. Người ở Kiên Giang là thề là sẽ tham gia cuộc biểu tình này phải không? Cảm ơn em. Tụi Formosa mình phải bắt nó bồi thường và bắt đuổi nó ra mà bắt nó bồi thường nữa phải không? Thì cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi đó, dĩ nhiên là phải đòi bồi thường rồi. Bao nhiêu người dân của mình bị mất việc làm từ năm rồi tới năm nay, cá chết mà mình không có sản xuất ra được, mình không có xuất khẩu ra ngoài được, rồi bao nhiêu công nhân phải bỏ xứ ra đi.
thì cái đó bắt buộc nó phải đền bù, và đền bù thật là thỏa đáng thì mình mới chịu được, bằng không là cứ đưa nó ra tòa án quốc tế thôi. Nhất định là phải làm cho Formosa thất thủ rồi đó, không có phải là hy vọng hay là cái gì đâu, bất cứ cái gì là mình phải đuổi nó ra khỏi nước Việt Nam của mình. Hiện tại bây giờ á, là nước Việt Nam á, nó đang dọn dẹp đường, chắc là mình nghĩ là nó không có dọn dẹp gì đâu, nó chuẩn bị cho ngày 5 tháng 3 đó. Còn nó sẽ cúp điện nữa phải không, có danh sách là nó lên cúp điện nữa. Cúp điện là nó để cho người dân không có còn internet, không có được có gì để mà liên lạc ra ngoài đó. Mình cứ chặt pin điện thoại đầy đủ và đem những cái thứ cần thiết mình chuẩn bị đi, lúc nào người dân của mình lúc nào trong tinh thần phải là chuẩn bị thật là kỹ. Khi mà có chuyện xảy ra là mình có biến động là mình phải nhập vô liền. Mỗi người công dân là một chức vụ gìn giữ đất nước ngày hôm nay. Nước Việt Nam của chúng ta rất là lâm nguy, ngày 5 tháng 3 mà hy vọng là đồng bào trong nước hãy cùng nhau đứng lên, đồng loạt đứng lên, là bao nhiêu thứ xung quanh của chúng ta ở ngoài là họ đã chuẩn bị hết trơn rồi, chỉ cần chờ lòng dân. Nếu mà lòng dân đồng loạt đứng lên, nước Việt Nam sẽ là một cái tương lai rất là sáng sủa trong vòng mấy năm tới thôi. Nhưng mà nếu mà đợt này mà lòng dân không có ủng hộ lên, không có đồng loạt đứng lên nữa thì ngàn năm tăm tối. Thì hy vọng là chúng ta phải đánh đuổi được bọn Trung Quốc ra khỏi nước Việt Nam, và nhất là những cái nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh đó là một cái căn cứ địa điểm mà mình phải lật đổ nó đầu tiên hết, là đuổi nó ra khỏi nước Việt Nam của mình. Vĩnh Hưng nói là nước còn thì nhà còn, nước mất thì nhà tan. Formosa must get out of Vietnam, phải không? Nguyễn Đình Phong nói là em có tham gia không hả? Em tham gia từ đầu đó, bây giờ vẫn còn đang tham gia nè, vẫn còn ngồi đây tham gia nè. Thì mong là đồng bào trong nước hãy cùng nhau hướng về ngày 5 tháng 3. Tất cả các anh chị em, sinh viên, học sinh, công nhân, những người lớn nhỏ trong nước, các bạn hãy cùng nhau hướng về ngày 5 tháng 3, vì ngày này mà quyết định cuộc sống còn của dân tộc đó. Xin đồng bào đừng có thờ ơ với đất nước nữa, và hãy cùng nhau góp tay để lấy lại một cái dân tộc thật là hoàn hảo và tốt đẹp hơn. Vì Cộng sản Việt Nam bây giờ nó tàn phá đất nước của mình rồi, nó đưa người dân của mình xuống đường tận cùng rồi, không có còn so sánh với những cái nước xung quanh nữa, những cái nước nghèo nhất xung quanh mà mình còn bị thua nữa đó. Nhìn mặt ông chồng lú là hãm tài rồi hả? Đừng có nhìn mặt ổng, đừng có nhìn mặt ổng, mình nhìn cái đất nước của mình thôi, mình lấy lại ổng là ổng tự nhiên ổng biến mất à, không có cần phải nhìn mặt ổng đâu. Có người gửi là chào tới mọi người anh em Việt Nam Cộng Hòa. Có người lên tiếng là làm cái banner, cái băng rôn á phải không, là nói là người Việt không giết người Việt. Nói tới đây thì mình một lần nữa gửi tới lời những anh quân đội công an, nhưng hãy vì nước Việt Nam, hãy vì tương lai của các anh và vì dân tộc, vì gia đình và con cháu của các anh sau này, hãy nương tay đánh khẽ với người Việt của mình đi. Đừng có mà làm những cái tội đồ, những cái người mà đã góp tay góp sức cho giặc, nó đánh người dân của mình, nó giết dân tộc của mình như vậy. Các anh là những tội đồ đó. Nếu mà các anh ra tay đợt này là các anh là những tội đồ của dân tộc. Và xin nhắc lại là quân đội nhân dân đã sẵn sàng đứng lên bảo vệ người dân. Thành ra người dân của chúng ta đừng có sợ nữa, đừng có sợ nữa. Cái sợ hãi là không có còn nữa. Một khi mà chúng ta đã mất hết tất cả thì không còn gì để mà sợ nữa. Quân đội nhân dân đã, những cái tướng, những cái thủ lĩnh ở trong quân đội đó đã sẵn sàng quay lại với người dân, và chỉ có cần là mọi người xung quanh đã chuẩn bị hết trơn rồi, chỉ còn lòng dân, hãy lòng dân nổi lên là sẽ có một cái cuộc đổi mới của đất nước Việt Nam. Việt Nam là nước rất có tương lai nếu người Việt đứng lên lật đổ chế độ. Rất là hay. Người Việt không giết người Việt. Mình là một cái dân tộc hồi nào tới giờ á, không có tệ tới mức độ mà người Việt giết người Việt đâu, nhưng mà sống với cái chế độ mà độc tài khát máu của Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì đã bao nhiêu năm thì người ta đã làm cho con người của mình đã thay đổi rồi, thì bây giờ mình phải lấy lại dân tộc của mình. Thấy người Việt mình bỏ xứ qua Đài Loan làm công chính, cái nghề đánh cá thấy mà thương cho họ, nhìn không có nổi đâu. Mỗi lần mà thấy người Việt của mình phải tha hương đi làm nô lệ, đi xuất khẩu lao động là nô lệ mà được trên giấy tờ đó,
Thành ra mọi người đừng có nghĩ là mình đi nô lệ, mình đi làm lao động, xuất khẩu lao động như lại vậy là hãnh diện đâu, không có phải đâu. À, mình là con người, đất nước của mình có bao nhiêu tài nguyên, có bao nhiêu biển cả, có bao nhiêu cái thứ hay để mà mình làm tại trong nước của mình. Tại sao mà nó hả, nó vô nó chiếm nước của mình rồi nó đem dân của nó qua ở, rồi nó khai phá tài nguyên của trong nước của mình mà trong đó dân của mình nó đẩy qua những thứ khác, thì cái đó là cũng là đặt câu hỏi là tại sao nó làm, nó cố tình làm như vậy. Là tại vì đất nước của mình nằm trong một cái trung tâm á, Đông Nam Á rất là tốt đẹp nhất của Đông Nam Á, thành ra nó muốn chiếm rồi nó đem dân của nó qua, rồi nó khai phá tài nguyên của mình rồi để nó đem dân của nó qua như vậy, mà dân của mình nó bị đuổi đi. À, dẹp bỏ cộng sản Việt Nam ta hết khổ nghe đồng bào, thì có người nói như vậy. À, xuất khẩu lao động là nô lệ thời hiện đại. Phải xử tử bọn khát máu, giết dân tộc hại nước. Thì bây giờ mình sẽ ngưng cuộc nói chuyện ở đây ngày hôm nay, và hy vọng là đồng bào trong nước hãy cùng nhau hướng về ngày 5 tháng 3 và thật là mạnh mẽ. Nếu đồng bào chúng ta cùng loạt đứng lên và đoàn kết thật là chặt chẽ, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc đời mới mới và một trang sử mới trong ngày 5 tháng 3. Nhất là năm nay là mình phải nhất định phải lấy lại đất nước của mình và đuổi những cái bọn giặc ra khỏi đất nước đi. Xin nhắc lại các bạn là về tiền bạc lại nha. Chính phủ Việt Nam đã cạn kiệt ngân khố rồi, là họ không có còn tiền ở trong ngân khố nữa, là họ sẽ tìm đủ mọi cách cướp tiền của đồng bào đó. Thành ra chúng ta phải cùng nhau gìn giữ cái tài sản của mình. Bất cứ chuyện gì xảy ra thì tiền ngoại tệ với lại vàng cũng là một cái tài sản của các bạn để mà đổi ra đồng tiền mới, hay là bất cứ đi nơi chỗ nào cũng là xài được. Ngày hôm qua thì mình đọc một cái tin tức mà 24 giờ đó, là nói là trong nước Việt Nam cho quyền cá bóng đá, phải không? Biết những cái cá bóng đá đó là ngày xưa thì lúc trước thì Cộng sản Việt Nam nó đâu có cho cấm cá bóng đá mà, nhưng mà tại sao tháng này khoảng thời gian này nó lại cho cái quyền được cá độ như vậy? Chính là Cộng sản Việt Nam không có còn tiền nữa. Người bình thường nhìn qua, nếu mà chúng ta có suy nghĩ một chút xíu thôi là đã biết là nước Việt Nam không còn tiền nữa, chính phủ không còn tiền nữa. Nó cho người dân mình cá bóng đá như vậy á, để thua tiền thì thua tiền phải đưa tiền thật của mình ra, thì nó thâu vô rồi tiền đô rồi tiền ngoại tệ rồi tiền thật Việt Nam của mình thâu vô hết. Đó là cái cách mà nó cũng là cướp tiền đó. Thành ra mọi người chúng ta phải cẩn thận lại, và đừng có nghĩ là bây giờ thời buổi này đừng có nghĩ tới những cái game show hay những bóng đá hay là bất cứ cái chuyện gì nữa. Phải tập trung vô đất nước, lòng yêu thương dân tộc mà để bảo vệ dân tộc của mình. Đất nước của mình đang rất là lâm nguy. Xin mọi người hãy cùng nhau hướng về ngày 5 tháng 3. Xin chào các bạn và chúc một ngày thật là an lành. Bye bye.